Sáng nay đi ra thêm bãi cá nha các bạn. Này, hiện tại thì mình đặt một cái lừa ở ngoài kia. Đây, bây giờ mình sẽ lấy lên xem thử có cá không nha các bạn. Đây, đây, đây. Wow, có ốc nè các bạn ơi. Wow, dính được một cái lát bự nè, quá đã luôn. Thấy chưa? Đây đây đây. Wow. Bạn thấy to ghê chưa? Wow, tuyệt vời luôn á. Cái lát bự quá đã luôn. Wow, mới ấp luôn này các bạn. Là một con lát to luôn này. Quá tuyệt vời. Hôm nay được bữa canh chua nha các bạn.